hello hello xin chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình à, hôm nay thì mình cũng hơi mệt một chút thì cũng gắng lên clip cho các bạn à, thì uh, cũng vì đồng tiền bắt gạo thôi thì uh, hôm nay chúng ta sẽ đến một chuyên mục review nick cũng như là cùng tìm hiểu uh, nick ở uh, một cái thần tướng mới à, không phải một thần tướng mới mà một thần tướng lâu rồi chúng ta chưa thấy sự trở lại đó là thái và kim tinh À, để nói về Thái Bạch Kim Tinh thì chúng ta có thể nhận định rằng Thái Bạch Kim Tinh là một ông những thần tướng uh, đánh hàng ngang như uh, như Ngân Giác nhưng nó lại có đặc điểm là cái lượng đam của nó rất là to đam siêu to luôn tuy rằng cái chất lượng thức tỉnh của nó thì hơi hơi tanh một chút nhưng cái lượng đam của nó rất là to bởi vì uh, thứ nhất là nó có cái lượng giảm chất thương ấy nghĩa là giảm cái giảm sát thương của cái địch mà giảm đấy thì nó là giảm Cố định luôn nên uh, sức mạnh của Thái Bạch Kim Tinh nó rất là mạnh. Uh, và chúng ta thử xem là đến cái thời điểm hiện tại, meta hiện tại thì cái thân tướng Thái Bạch Kim Tinh này có hiệu quả nữa không? Và chúng ta có tiếp tục chơi Thái Bạch Kim Tinh nữa không? Thì hôm nay mình sẽ gắng uh, tiền đây lên clip cho bạn uh, uh, Ake Hồng thì mình cũng uh, tư vấn cho các bạn một chút cái góc nhìn về Thái Bạch Kim Tinh nhé bạn. Ui, anh nhái, chủ nick đợt này uh, mình xem nào nhận lại tài nguyên ui sao có có một cả đóng ở kim nguyên bảo này chúng nên chưa nhận nhỉ thôi kệ đi à, chúng ta sẽ cùng nhau đến với server 72 với server 72 chúng ta thử xem bảng xếp hạng à, về server 72 thì có khu máy thi được, của khu đi đấu khu thi đấu của cụm này thì chúng ta thấy là có sự xuất hiện của kinh ngập khoa cũng khá là quen thuộc này ở trong môn đại việt này đã 10 tỷ lực chiến rồi đấy 10 tỷ lực chiến rồi đồ hình thì uh, thánh giới thánh giới nata thánh giới nata có di lặc bây giờ thì uh, thánh giới nata chơi thì bắt buộc phải có di lặc các bạn nhé để xóa bỏ uh, cái trạng thái uh, bất lợi tặng trạng thái khống chế bây giờ thì hầu như là tính đến cái thời điểm hiện tại thì uh, khoảng uh, trên 200 ngày thì hầu như cái sức mạnh của sức tắc thì không bị giảm đi khoảng một nửa rồi đấy Tiếp theo bạn đẻo tinh thầy này thì chúng ta cũng thấy khá là quen thuộc Ở kênh mình mình cũng đã từng thấy qua Đây là một đội hình uh, Nata tiên giới nhé bạn Nata tiên giới với tiên phạt chế nhân Ở uh, đèo tinh thầy các bạn Ui ngự linh level 3 rồi nhanh thế uh, Một vũ khí hỏng hoang các bạn nhé Cũng khá là khỏe uh, Được cái thì cái cụm này cũng khá là ổn 10 tỷ lực chiến Đấy cũng không phải có siêu bò chỉ có một hai bọt thôi Đấy đáng sợ nhà bạn yêu đế này đi khổng thực thức tỉnh này đúng không đúng rồi lâu rồi chúng ta mới thấy sự xuất hiện của khổng thực thức tỉnh ước gì mà chúng ta có cái nick của bạn này chúng ta lên clip nha bởi vì thật ra để này nói về khổng tử khóc thức tỉnh thì mình cũng chưa nhìn nhận được là chủ nick đang tính hướng đi như thế nào cái trò chơi này có cái hay là mỗi người sẽ có một cái hướng đi khác nhau các bạn nhé Ôi, tông môn cài chay hội và tông môn đại việt đứng bảng xếp hàng khá là nhiều đấy các bạn nhé. OK, chúng ta quay trở lại máy chủ này, chẳng hạn. Máy chủ này thì Nick này đang ở hạng thứ 23 lịch chiến khá là ngon các bạn nhé. Với việc mà nạp một chút đỉnh, mình nhớ không nhầm mà Nick này cũng có nạp. Đấy. Nếu mà chủ Nick mà sau này mà muốn nạp thì vẫn có thể nạp bên mình ủng hộ mình một chút. Thật ra thì cái ưu đãi của các bạn khi mà nạp bên mình thì lâu lâu mình sẽ uh, support hỗ trợ cho các bạn một phần gì đó các bạn thắc mắc những cái gì mà các bạn uh, đang đau đầu ấy nói chung là cũng giới hạn thôi nhưng ít nhất cũng sẽ giúp các bạn cải thiện một chút gì đó trong vấn đề chi tiêu ở uh, cái thiên bảo hợp lý Nick này mà với việc mà nạp nông dân như thế này chơi khoảng à uh, 165 ngày 165 ngày là ok rồi đấy các bạn ạ. 165 ngày mà gần 2 tỷ lực chiến là ok rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là mình nghĩ là nick này chắc là sẽ không cày clone đâu đấy. Kênh này được cái thì đầu tư sở tử khá là nhiều nhỉ. Bởi vì chúng ta thấy là gần hai xét đỏ, gần hai set đỏ và chúng ta thấy về kinh thi thì chúng ta chưa thấy hồng hoang. Thật ra thì nếu theo như mình thì nick này nên lên một cái vũ khí hồng hoang đi. Cái lợi thế của các bạn mà khi mà không chơi tướng đỏ thức tỉnh ấy, đó là cái lợi thế về cái vũ khí hồng hoang các bạn ạ. mình xem mà nick này có cái minh văn gì đây Ui địt, vãi nhái Vãi con gà Má có minh văn tịch diệt các bạn Bây giờ các bạn không biết đâu cái minh văn tịch diệt này nó mạnh lắm hết Bây giờ mà đôi lúc mình cảm giác mà cái thiên phạt với cái minh văn tịch diệt này thì nó chênh nhau Chúng ta có thể Tịch diệt có thể là 9 trên 10 Nhưng thiên phạt chỉ được 7 trên 10 hoặc 8 trên 10 thôi 7 trên 10 thôi, 8 trên 10 không đến đâu là nó ngon như thế nên các bạn chỉ tranh nhau giữa hai cái minh văn này nó có thể là làm cho nick của các bạn trở nên thành quái vật luôn thứ, thứ hai nữa là đặc điểm của thái bạch kim tinh là đây là một cũng là một thần tướng nó cũng mang tính chất về máu mà tích diệt thì đa số là cũng là một loại đam về máu đây có hồ thuẫn này đấy đột phá 11 là có hồ thuẫn này rất là ngon hơn nha các bạn nhé đấy và cái thần tướng này thì nói về hồ thuẫn cũng rất là lớn khi bản thân khi tấn công này nếu hồ thuẫn thì tăng phần trăm sát thương này bảo kích như thế này các bạn này Nick này thì được cái có ưu điểm là đánh bảo kích rất là mạnh Đấy, đánh bảo kích giai đoạn đầu cực kỳ mạnh luôn Nếu mà nói dưới 100 ngày mà bạn nào mà biết bi thái bạn thì mạnh dã man các bạn này. Tiếp theo chúng ta đến thức tỉnh này Thái bạch trong trận tăng cho thần tướng hàng rửa phe ta Bảo kích mịt 5% này Sau khi thi triển kỹ năng lần đầu Tăng thêm hai lần đánh thường các bạn nhé Và mỗi lần đánh thường thì tăng vĩnh viễn Làm mục tiêu giảm 20% tăng sát thương và 20% giảm giải thương nó mạnh lắm các bạn riêng cái option này nó đã tạo cái sự chênh lệch cái này nó chả cả kỳ tạo chênh lệch giữa hai đâm chính với nhau là 40% chỉ số cộng dồn tối đa 3 lần 40 x 3 lên nghĩa là mình đang tính theo cái sự chênh lệch khoảng cách nha các bạn nhé bởi vì thực ra là phần trăm sát thương và ra giải tương thì hai cái chỉ số này khi đánh nhau các bạn sẽ tiệt tiêu bên nhau bên đánh và bên thủ thì sẽ tiêu tiêu nhau để tính tên với lượng đam có được nhân lên hay là giảm xuống ví dụ như các bạn mà đánh mà ví dụ như các bạn chơi tiểu bạch long về thành có hay có trường hợp là kẻ địch đánh mình vào âm một máu ấy thì có thể là những cái tướng phụ của kẻ địch nó lượng phần trăm sát thương quá thấp trong khi đó tiểu bạch long thì phần trăm giảm sát thương quá nhiều sự chênh lệch giữa phần trăm sát thương và phần trăm giảm sát thương nó bị âm âm quá nhiều thì đến xảy ra cái tình tượng là đam một máu bạn tối đa cộng dồn 3 lần nhé các bạn. đánh thường hai lần tối đa cộng dồn 3 lần sau mỗi lần đánh thường. nghĩa là ninh này rất cần đánh thưởng nhé các bạn nhé và tối đa cộng dồn 3 lần thì mình cũng đang đau đầu là nó đang tính tối đa cộng dồn vào một tướng hay là nhiều tướng thì đợt thì cái hay của đợt này là cái cái hay của đợt này là cái cái option chỉ số khi mà chúng ta những cái thông tin về chỉ số ấy khi chúng ta vào trận đánh ấy, nó hiện rõ ràng hơn và bạn nào mà rảnh mà hay đi phân tích ấy, kiểu mình ấy thì các bạn sẽ nghiên cứu ra được những cái chiều sâu những cái hướng bui hoặc là những cái tối ưu nick cực kỳ mạnh các bạn nhé khi kết thúc hiệp đấu hồi một đồ thì gặp phá bảo cũng bình thường ok chúng ta cùng uh, soi chi tiết với đồ hình này đồ hình bàn này thì uh, đi thái bạch này bây giờ tiên giới có những cái thần tướng hộ mệnh Bây giờ tiên tiên giới có những thần tướng hộ mệnh như sau, đế thính này, đế thính thì hầu như là đổi hình không phải không phải thần tướng mình mình xin lỗi chứ hơi mệt tí. Nghĩa là phe tiên bây giờ có những cái thần tướng hộ mệnh. Ví dụ như đế thính này, bắt buộc các bạn phải có này, thứ hai là nguyệt lão các bạn phải có nhé Đợt này đối với meta nông dân cải tranh nguyệt lão các bạn khó có thể thoát được lắm bởi vì nguyệt lão và đế thính là một cái combo cực kỳ ngon luôn và nó làm cho đội hình các bạn cực kỳ trâu trâu cực kỳ và nó rất là khỏe ở à, ninh này không biết có tiên phạt chế nhân không có hai hàng nga nhé bạn nhé và có thiên hậu à, nếu mà ninh này phép tiên bây giờ theo như mình nghĩ có điều kiện thì nên thức tỉnh thiên hậu đi hơn là thức tỉnh nguyệt lão các bạn thực ra thức tỉnh thiên hậu thì nó sẽ có cái hay là nó búp hô thuẫn rất là ngon thứ hai nữa là nó xóa cái trạng thái bất lợi ấy Ok, mình uh, nick này mới 160 mấy ngày nghĩa là nick này sẽ có đạt sự chuyển biến mới trong vòng 300 15 150 ngày tới thì mình sẽ nói góc nhìn của ngày thứ 300 của nick này sẽ như thế nào để nick này ui có tiền phạt chế nhân này lên tiên phạt chế nhân khá là ok với 160 mấy ngày thì lên tiền phạt chế nhân như thế này rất là ok các bạn nhé được cái thì uh, nick này đi uh, không biến là có ngự linh chưa theo như mình nghĩ thì uh... ui mở ngự linh rồi Vậy thì theo như mình nghĩ nick này bắt buộc phải lên ngự linh level 1 nhá Hầu như cái ưu điểm của ngự linh nó lợi thế cực kỳ Các bạn sau khi mà các bạn lên tiên phạt chiến nhân level 6 các bạn thấy ngự linh rất là ngon Đấy Ờ à, Để thính nick này khá là ngon các bạn nhá à, Cái lợi thế của các bạn khi mà chơi một cái thần tướng cam ấy Thì các bạn có một cái lợi thế đó là các bạn nuôi để thính sẽ khỏe hơn Một người nuôi tướng đỏ Nghĩa là các bạn chơi tướng cam thức tỉnh làm tướng chính các bạn sẽ có cái lợi thế về việc các bạn nuôi đế tính sẽ khỏe hơn kẻ địch cùng cùng meta, cùng meta nông dân cải chay ấy. hoặc là meta tốp phải gì đó thì nó sẽ kiểu như vậy. Bởi vì người ta mà nếu mà chơi tướng đỏ thức tỉnh ấy, thì người ta sẽ ở uh, tốn khá là nhiều tài nguyên để nuôi pháp bảo lên rất là nhiều. Thì thay vì đó thì các bạn có thể uh, uh, bên nếu mà các bạn chơi tướng cam ấy, tướng chính nghĩa thì các bạn sẽ có cái lượng tài nguyên về pháp bảo tướng đỏ nó nhỉnh hơn rất là nhiều. Vì thế nick này thứ nhất là ở uh, trong quá trình sắp tới là lên hồng hoang này về cái mũ này thì theo như mình nghĩ thì uh, đừng có đổi lên nữa bởi vì uh, các bạn có thể đổi từ đây. Các bạn hiểu câu chuyện không? Đây, ủa, đây chính xác rồi. Là bạn này sau này có thể là quay cá hoặc quay cái gì đó các bạn lấy 100 cái nữa thì các bạn đổi từ đây thì các bạn sẽ hoàn thành để thính, rồi các bạn để cái sở từ đó để thức tỉnh. Ôi bạn này thức tỉnh nguyệt lão các bạn. Để thức tỉnh Hằng Nga hay là thức tỉnh uh, Thiên Hậu các bạn nhé. Về đại, đại Minh Vương thì theo như mình nghĩ tiên giới cũng phải lấy Đại Minh Vương. Nhưng mà để nuôi được Đại Minh Vương ổn nhất thì nó phải... À, nói chung là lấy về vẫn lấy nhé. Lấy sớm. Các bạn lấy về một con thần tướng nhưng các bạn phải nuôi nó, nuôi thiên kỹ, nuôi tăng sao cho nó. Thì các bạn cũng phải mất khoảng 100 ngày thì các bạn mới mang vào được. Các bạn hiểu không? Nó mất rất là nhiều thời gian. Bởi vì 100 ngày thì các bạn sẽ cày free được khoảng... Uh, 3 đến con 4 tướng từ cái hoạt động uh, tuần du đúng không? Đấy, từ cái hoạt động tuần du này uh, Nhật nhà tuần du này. Đấy tên tướng đỏ giới hạn các bạn có thể cài được đây. Rồi nick này cũng có thể là phải lấy nata. rồi Nói chung là hầu như tướng đỏ giới hạn thì các bạn cũng sẽ lấy hết. Nhưng mà nếu mà mình xem vào nick này đang uh, mùa tới. Ồ, oh, bạn này đang có kế hoạch lý uh, nata các bạn Thế về thì lấy nata cũng được, nói chung là lấy con gì cũng được thôi. Bởi vì thật ra thì Nata cũng cần Đại Minh Vương cũng cần. Nata thì uh, nick này sẽ uh, cần một cái gọi là cần cái thiên thiên kỹ của Nata. Còn vấn đề là chơi Nata thì có lẽ nick này phải lên ngày thứ ngày thứ 400. Nếu mà với cái tiến độ như thế này thì uh, không đến ngày thứ 400 đâu ngày thứ khoảng 300 thì nick này sẽ mắc pháp bảo đỏ thì có thể chuyển qua đánh Nata cũng được. Đấy, nói chung là khi mà các bạn chuyển biến như thế này, các bạn chơi Thái Bạch Kim Tinh khoảng thêm 100 ngày nữa, lên ngày thứ 250, mươi, uh, lên ngày thứ 250 thì lúc đó các bạn có thể, hoặc là ngày thứ 300 các bạn có thể chuyển qua Nata chơi, hoặc là các bạn uh, chơi tướng Kim luôn chẳng hạn. Bởi vì sau này mà ngày thứ 400, ngày thứ 500 là các bạn chơi tướng Kim được rồi, là các bạn có thể bỏ qua tướng đỏ thức tỉnh nếu mà các bạn không thích, hoặc là ngày thứ 300 các bạn chuyển qua chơi tướng đỏ thức tỉnh cũng được nói chung là cái gì nó cũng có một cái giai đoạn chuyển biến cho các bạn à, mà tư duy thôi à, cái dòng chảy của tiên giới ấy, nó có một cái lợi thế là lợi thế về tiên thiên canh khí hay là lợi thế về hầu thuẫn nên cái câu chuyện của thiên hậu hay là cái câu chuyện của đại minh vương các bạn cần phải nhớ và tư duy tốt vào chưa kể là thiên hậu có cái thần thông hà quang nữa thì nó sẽ tránh được hợp mà vòng đầu tiên bị sóc đa vì thế mình vẫn luôn muốn các bạn rằng là các bạn có thể cho thiên hậu làm tiên phạt chế nhân các bạn nhé. Cái câu chuyện của thiên hậu làm tiên phạt chế nhân nó có cái hay là nó sẽ không kích hoạt du lông quy hải của cái địch. Tránh trường hợp mà các bạn sau này các bạn gặp ngộ không, gặp những thanh niên ngộ không siêu đam hoặc gì đó các bạn mà kích du lông quy hải người ta thì cũng rất là mệt. Đấy, thì nói chung là cũng có khá là những, những góc nhìn để cho chủ nick có cái tư duy tốt hơn. Thật ra là mình thấy nick này rất là ngon ngon từ cái minh văn tịch diệt bây giờ mình cầm ạc cao nào mà mình thấy cái minh văn tịch diệt là mình thấy phê rồi nó 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 so với đồng trăng nó đã chênh lệch rồi giữa một người mà cùng chỉ số cùng lực chiến một người có tịch diệt và một người không có tịch diệt nó đã khác nhau rồi các bạn nhé nó chênh nhau 20 phần trăm sức mạnh tổng rồi đấy nói chung là uh, tăng thủ cái clip này thì mình sẽ vào nói những cái câu chuyện mới để cho các bạn có tư duy thêm ok rất là ngon cái này thì sao như mình nghĩ là đổi sang option thôi để như thế này cũng được. Nếu mà ngon hơn nữa thì đổi sang phần trăm sinh lực cũng rất là ngon. Đặc điểm của nick này thì được cái là lấy để thính khá là tốt. Mình nghĩ rằng nick này cũng có xem kênh của mình. Thật ra thì kênh của mình mà bạn nào mà chăm cày ấy hoặc bạn nào mà uh, để ý một tí là mình thường có series về tiên này, có series về thánh này để cho các bạn có góc nhìn nếu các bạn chơi tiên thánh. Hoặc là các bạn có thể tra từ khóa là... Uh, minh giới kia kim yêu giới kia kim hồng hải nhi kia kim hầu như là tất cả những cái thần tướng gì mình đều chèn những cái từ khóa để cho các bạn tìm thông tin hiệu quả nhất để các bạn uh, hiểu thêm thật ra là các bạn xem clip của mình ấy, có cái hay là mình đưa ra cái góc nhìn nó sẽ vỡ ra nghĩa là cái kiến thức này đối với các bạn cao nhé mình còn chưa chia sẻ những cái kiến thức sâu hơn nữa bây giờ có những cái kiến thức uh, để cái mình vào đánh nhau cho các bạn xem tí nhé bị hạ có con mắt tinh tường Bây giờ có những cái kiến thức sâu mà để cho các bạn nhìn về cái chỉ số mình sẽ xem này, những này một tỷ tám, một tỷ chín này, đánh với một bạn yêu này. Nói chung cái này đam to lắm, đài bằng kim sĩ nó ở to... à, thái bạc kim tinh nó to lắm. ở à, lâu rồi không không vào những cái đồ hình như thái và kim tinh nên đôi lúc có nói chuyện hơi bị vấp. Các bạn có gì thông cảm. à, vị trí thiên là tỷ hưu các bạn nhé ok tắc, chắc chắn rồi minh giới thì thật uh, thật ra thì tiên để đi tỷ hưu khó khá là ngon bởi vì tiên thì có những cái lợi thế khá là trâu Thần đây cả các, các bạn thấy chưa thiên hậu nó có cái hay là nó ui vãi nhái đam to lắm mắt đam to lắm á nhưng này mà sau này mà có tiên phạt chế nhân level 6 là hầu như không ai có thể vượt qua được các bạn nó mạnh lắm các bạn nó mạnh dã man luôn Mình này mà sau này mà chơi kiểu dị dị ấy điếm điếm tí mà chơi lâu lâu tét qua cái thiên ký quân âm ấy bởi vì thật ra thì đánh hàng ngang cái đặc điểm của đánh hàng ngang là nó sẽ xảy ra một cái trường hợp là xảy ra cái trường hợp là kẻ địch thường để đâm chính hiện tại nhé hiện tại dưới dưới 350 ngày dưới 350 35, ngày khi mà cái chiến linh nó chưa quả bá ấy, thì mọi người đa số sẽ để đám chính ở phía trước thì lúc đó cái lợi thế của những cái thần tướng như Thái Bạch Kim Tinh ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi tà hóa kim thân quá nhiều còn những thần tướng đánh hàng dọc như Ngộ Không hay là Dương Tiễn hay là Đại Bàng Kim Sĩ đánh hàng sau ấy thì sẽ bị ảnh hưởng bởi tà hóa kim thân khá nhiều và người ta sẽ nghĩ tới cái thiên ký Tu La nhưng đối với những cái tướng như ngân giả hay là đại bàng kim à, hay là thái bạch kim tinh ấy thì nó đánh hàng đầu thì lúc đó chắc chắn sẽ có một người hy sinh trên tim địch chắc chắn bởi vì không thể chịu được cái lượng đam này trừ trường hợp trừ trường hợp kẻ địch là một người đây đánh ôi một bạn yêu đố đã yêu ngân giảng trừ trường hợp kẻ địch là một người chơi đế thính khá là hay đế thính để chơi được đế thính các bạn cũng phải tẹt nhé các bạn hiểu được đế thính nhé bây giờ mà combo đế thính mạnh nhất là đế thính huyệt lão các bạn nhé bất bại luôn các bạn khỏe lắm hầu như thì thật ra thì nói về câu chuyện nguyệt lão cũng vậy nó là một cái tư duy của meta việt nam ngày xưa các bạn xem hầu như ai cũng chê bảo nguyệt lão chỉ chơi được giai đoạn đầu nhưng không các bạn xem cái nick kênh của mình cái nick chính của mình nick chú heo ấy là hầu như mình chơi nguyệt lão từ đầu game chơi đúng hơn 200 ngày mình chưa bao giờ mình bỏ nguyệt lão một lần này bởi vì mình đã nghĩ tới việc ừ, câu bộ, chuyện là nguyên lão nó ra mạnh, mạnh. Ờ, à, Thái Bạch Kim Tinh của Nick này là đi uh, thiên kỹ là Du Long Quy Hải này Đi thiên kỹ của chân Quân Hiển Thánh Dương Tiễn này Và đi một cái thiên kỹ của Tôn Ngộ Không Cái thiên kỹ Tôn Ngộ Không thì nó đã mạnh kỳ Giai đoạn đầu hai hiệp đầu Nick này vẫn là một cái Nick tư duy đánh Không phải vòng 1 nữa mà đánh hiệp 1 Đánh ở vị trí số 1 Nghĩa là bây giờ nick này nick mà chơi thái với bạch hay là ngân giá ở vị trí số 1 ấy, nó thường là như vậy các bạn nhé. Hơn tiền đây thì bạn nào mà vẫn có đam mê ngân giá ấy tối thiểu là các bạn phải trên 150 ngày thì các bạn nào, sẽ có kinh nghiệm thì các bạn có nick kiểu như vậy thì mình rất mong các bạn cho mình mượn nick để thứ nhất là để chúng ta có thêm góc nhìn chúng ta có nhiều nội dung trải nghiệm phê hơn đúng không đây các bạn thấy này, thắng tranh luật chiến cũng thắng được nha. Nhưng uh, nick này sẽ đau đầu với mấy bạn thánh ấy. Ví dụ như gặp một bạn anh quân này, tiên phạt chế nhân Đấy, uh, không? Đấy, uh, không. Bị bị uh, tiểu bạch long ôm, một tiểu bạch long khá là trâu. Đây gọi là tiểu bạch long siêu trâu các bạn nhé. Nếu mà các bạn nói tiểu bạch long nào trâu nhất thì đây chính là bộ kênh kỹ tiểu bạch long trâu nhất hiện tại thì mình sẽ trách cho các bạn nói về tiểu bạch long thì thật ra nó là một cái thần tướng rất trâu đây còn chưa trâu nhất nhé Bạn này mà thêm một quả cái thần thông thủ ấy hai trăm phần trăm phòng thủ ấy thì thời thề là trâu như một con chó luôn trâu mà trâu trâu như lợn các bạn trâu như lợn đúng không bây các bạn thấy này để tính này cái thì sẽ bị khắc sẽ bị khắc bởi tiểu bạch long như thế này Ờ, OK, mình sẽ xem một trận thua đi, trước khi chúng ta cùng nhau xem trận thắng. Ờ chúng ta nói câu chuyện về uh, ngân giả thì biết, thật sự là mình rất 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 mong muốn là có những màn uh, chơi trên một năm ngày, một trăm năm ngày có màn gửi nick. Tại sao bắt buộc phải trên một trăm năm ngày? trên 100 năm người ngày thì coi như là các bạn bắt đầu đam mê game là các bạn mới bắt đầu kiểu ui và anh nhái nó đam nó to thế thấy mà kim tinh nó đam to thế các bạn ui vãi anh nhảy một quả tịch diệt kìa nick này được cái hôm nào thử đi nhất tiễn mai xem à, thử thì vẫn thử được thôi bị dính quả du long kỳ hại các bạn thử thì thử, thử thử, được thôi thì nói ôi nick này cũng có tịch diệt này kẻ địch cũng có tịch diệt này. ui đánh liên kích kìa đầu đi đầu đi các bạn nhé đầu quá chung uh, uh, này sẽ bị uh, khá là bị khắc chế đấy là người đứng đầu tiên nữa thật ra thì đúng. cái 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 quả đói nó đen một cái là kích du long quy hải của ngũ không nếu mà không kích du long quy hải ngũ không thì nó sẽ ngon hơn đen là bị kích du long quy hải của ngũ không đâm ra ấy chúng ta không kịp để kích du long quy hải của mình bởi vì thật ra thì nó nó là một câu chuyện là tư duy về ra tơn các bạn nghĩa là các bạn nào chơi liên minh các bạn à, quyền, các bạn chơi cái gì nhỉ nó kiểu nó tơn đánh các bạn bởi vì thật ra nếu mà hai bên cũng có du long quy hải ấy, thì người nào kích du long quy hải trước thì sẽ cướp được tơn trước và du long quy hải thì nó là một trong những cái thiên kỹ nó cướp tơn khá là ngon nó sẽ nó sẽ cướp tơn được đánh thường này cướp tơn được liên kích này nếu mà kẻ địch mà tự uh, kích du long quy hải của chúng ta thật ra thì mình quay lại cái câu chuyện về uh, ok gặp 2 tỷ 6 chúng ta vừa 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 xem đánh nhau chúng ta vừa vừa sàm thì nhé thật ra cái câu chuyện tại sao mình lại cần uh, trên 150 ngày thật ra trên 150 ngày thì hầu như các bạn đã hiểu rõ về tất cả mọi tướng các bạn hiểu rõ về tất cả các thiên kỹ các bạn hiểu rõ và các bạn đam mê với trò chơi cái tầm này thì ít khi các bạn nghỉ game lắm nếu mà các bạn thật chơi cuốn về game nó cuốn cực kỳ các bạn nick này còn chưa có nhiều tài nguyên để té đấy khi mà các bạn kiểu nick như nick của mình ấy nick của mình thiên ký cực kỳ nhiều và mình một ngày ấy có những tối mà mình ngồi té thiên ký mà mình ngồi té 3 tiếng đồng hồ quyên ngủ nghĩa là vào ngủ lúc 10 giờ <laughs> đến một giờ sáng mới đi ngủ các bạn ui vãi nhái lượng đam to thế nhỉ Ê, các bạn thấy chưa tịch diệt rất là đau nhé các bạn nhé tịch diệt của nick này giật khoảng một phần một phần ba máu của kẻ địch các bạn đau quá nói chung là thật ra đi thủy long ngâm thì đánh thường sẽ rất là mạnh siêu mạnh luôn không ai chịu nổi được các bạn khỏe ui đôi lúc ngồi nói chuyện như các bạn mà thấy trận đấu diễn ra hay quá mày cũng phải xem đấy các bạn thấy chưa đánh thắng 2 tỷ 6 nghĩa là một cái nick này đánh chênh lên tận 2 tỷ 6 luôn phòng thủ xem nào. phòng thủ cũng thắng rất là tốt này thắng một tiên giới Nata này đây tiên giới Nata Nguyệt lão thất tỉnh quá Thật ra thì mình rất mong muốn có một cái nick ngân giá trên 150 ngày Các bạn chơi đủ một cái thần tướng đủ 200 ngày rồi các bạn sẽ mở rộng ra rất nhiều tư duy Rồi mình sẽ lên kênh mình support hỗ trợ cho các bạn góc nhìn về 100 ngày tới như thế nào 150 ngày tới sẽ như thế nào Thì lúc đó các bạn sẽ có góc nhìn hơn Tiền đây thì uh, về phe uh, Đợt uh, sắp tới mà mình nếu mà phe tiên, phe, phe thánh ở uh, Đợt này bạn nào mà có nick nào mà phe thánh server mới ấy. khoảng tầm 15 ngày có thể cho mình mượn nick ổn ổn một tí. Tầm khoảng tốp uh, top 20 đổ lại từ top 1 đến top 20 phe thánh tầm khoảng 15 ngày để mình lên một cái clip về uh, server mới. Ấy. Cho các bạn server mới là đợt này có nhu cầu mà muốn chơi server mới có những cái định hướng như thế nào ấy. Thật ra cái kể là những cái clip kiểu vậy thì chắc chắn sẽ không quay xem. Nhưng là thôi thì mình quý mến các bạn thì mình sẽ lắng uh, lên cho các bạn server mới để các bạn có kinh nghiệm. tuy uh, cái meta mới server mới nó tốt hơn. Nguyện được chia sẻ với Bệ Hãy để ta đi. Có tiếng hồi, tử hồi thời quyệt bản nick này lâu. khỏe nghe các bạn nhé. nick này mà khỏe hơn nữa ấy, thì nó sẽ là câu chuyện của thiên hầu thức tỉnh bởi vì thiên hầu thức tỉnh nó cứu cánh đồ hình khá là tốt các bạn ạ. cứu cánh đồ hình khá là tốt và thái bạch kim tinh là một trong những thần tướng không sợ kiểu hoa ngự linh đâu các bạn ạ. bởi vì khi mà nó làm giảm sát thương và giảm phần năm sát thương ấy thì nó sẽ tạo ra cái chênh lệch khoảng cách lúc đó thì nó sẽ giảm thiểu cái đi cái lượng đam phản đam nó rất là nhiều các bạn chưa kể là nick này có tích diệt nữa ok mình sẽ ghép ngẫu nhiên một tí đi hạng liên server của nick này cũng rất là tốt càng chơi thì như những gì mình dự đoán ấy nếu mà bây giờ nó bảo tướng đỏ giới hạn gì mạnh nhất cần lấy sớm nhất thì mình khuyên các bạn là để thính thì đợt sắp tới ấy, bạn nào mà mở tướng đỏ giới hạn là bạn nào mà có điều kiện mà khoảng nạp 4 triệu đi nạp nick tố ấy thì các bạn có thể lấy một con đế thính và một con thần tướng đại minh vương luôn đấy đợt này rất là ngon thì với việc mà các bạn có hai cái thần tướng đỏ giới hạn sớm ấy thì cái câu chuyện các bạn chơi về dài các bạn sẽ lợi thứ nhất là các bạn lợi về tuần du này các bạn lợi về kiếm thêm tướng đỏ đế thính các bạn lợi về thiên kỹ nói chung lợi rất là nhiều đấy mạnh các bạn ạ khỏe lắm đầu còn chưa mắc ping các bạn nhé cái kim cái giả có lên được ôi âm một máu các bạn thấy chưa anh nhái nhưng này cũng uh, hơi thiếu một chút nộ nhỉ ứng long trực giới các bạn ứng long còn trực giới về câu chuyện của ngự linh ấy mình vẫn muốn chủ ních lên ngự linh đi thật ra thì lên ngự linh thứ nhất lên để bạn phải tép thêm tư duy nữa các bạn lấy một số cái về ấy, thì cái thứ nhất là các bạn sẽ cần phải có câu chuyện tép tư duy và bạn cũng cần phải có dự trù một cái câu chuyện nữa là dự trù về câu chuyện của sức tắc thị không khi đến ngày thứ 250 ấy đến ngày thứ 250 thì cái sức mạnh của sức tắc thị không nó sẽ bị giảm xuống khoảng 50 thì lúc đó các bạn có thể nghĩ tới Bởi vì tại sao ngày thứ 250 Ngày thứ 250 thì hầu như mọi người đã Có thể lắp Đại Minh Vương vào đội hình Thì Đại Minh Vương hầu như sẽ, sẽ xóa bỏ Cái thiên kỹ của uh, Sức tắc thị không Đấy mình lại đã... Ui vẫn thua Vãi nhái thật <laughs> Má gặp mấy con na nó rất đau ấy Ok gặp thêm ván nữa Nói chung là đánh như thế được rồi. Đích này mà... Ui, Ui, gặp đồng hương các bạn ấy, gặp một đồng hương. Gặp một đồng hương thiên đế hiệu ứng. Câu chuyện của Đại Minh Vương nó xài rất là lâu, nó xài đến tận uh, 500 ngày. Đại Minh Vương ấy, tính đây hiện tại mình có thể nhận định được là Đại Minh Vương và Đế Thính có thể chơi tới lúc sống game được các bạn nhé. Ui, đánh tướng, đánh trước lợi thế lắm các bạn ạ. Nick này mà tốt nhất thì nếu gì thì đầu tư bà sức... Uh, tiền phạt chính nhân level 6 đi xài cho nó phê câu chuyện tiếp theo nữa nick này về vấn đề thiên kỹ thì mình cũng bon nốt cho nói chung là vì đồng tiền bát gạo hết cả thì các bạn xem quý mến thì nhớ cho mình một like một đăng ký nhé đấy đợt này chắc phải mở kênh đôn nít đi các bạn đấy. một số bạn bảo mình cứ xin mình kênh đô nít ok đợt nào mình thử mở kênh đôn nít cho có phiền các bạn quý mến các bạn ủng hộ mình cũng được à, thủ hồi giới lên các bạn nhé nick này cần cũng lên thủ hồi dưới nhá thật ra thì cái thủ hồi dưới này lên khá là ngon khá là dễ Trảm yêu từ ma thì nếu có nhu cầu thì lên cũng được bởi vì thực ra trảm yêu trừ ma thì nó làm toàn đội hình nó trâu hơn ừ. bởi vì nó cũng bục cho tướng chính rồi mình xem pháp bảo này là pháp bảo kháng trạng thái cái hay của cái hay của tiên giới ấy, sử dụng cái thiên ký này rất là ngon nhé cái thiên ký trảm yêu từ ma này sử dụng rất là ngon Tuy rằng có nhược điểm mà nó giảm cái đam giảm phần đam sát thương của tướng chính chúng ta đúng không? Nhưng các bạn không biết cái câu chuyện của Thiên Hậu, Thiên Hậu thức tỉnh nó xóa cái trạng thái bất thường nên rất là ngon. Cái cái đặc điểm của Thiên Hậu như thế thì các bạn phải tận dụng cái lời thế của mình nhé. Nhưng mà Ninh này cũng cần xem thêm mấy để đợt nào mình lên nhiều clip tiên tí cho các bạn thêm góc nhìn. Thật có những cái góc nhìn mà các bạn không nghĩ tới được đâu nó bá lắm kiến thức mà hiện tại mình chia sẻ cho các bạn mới chỉ được một nửa thôi các bạn nhé à, đâu là mình xem cái pháp bảo ôi ninh này còn 33 ngày nữa mới lên pháp bảo nó thoải mái lắm ninh này cả ngày càng khỏe thái bạch kim tinh chơi 100 ngày tới vẫn đang ngon các bạn nhé 100 ngày tới thái bạch kim tinh chơi vẫn ngon kháng trạng thái bất thường vậy là option của pháp bảo này là kháng trạng thái bất thường ok uh, clip của mình đến đây chắc cũng là kết thúc rồi một lần nữa cảm ơn chủ nick rất là nhiều Cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Những video clip tiếp theo à, Bạn nào có bạch cột tinh mà uh, thức tỉnh uh, Thì có thể cho mình mượn nữa nhé đợt này cũng đang tìm kiếm Thật ra để kiếm được cái nick mà để lên được clip Nó khó lắm Kiếm được nick rồi, rồi còn phải vào cửa, Vào xem ác Coi có nghĩ ra được cái clip gì không Đấy, chứ mà xem như thế này Nó cũng hơi nhạt Bạn nào mà đợt này có cái gì mà nhân phẩm mà Có nhu cầu cần mình mở vá thì Ui hồng bông giám 52 cái này ngon nhá à, Tầm khoảng 120 hồng bông giám Thì các bạn sẽ kiếm được khoảng 2 tiếng đỏ Giới hạn các bạn nhé Đấy, chuyện Thôi ok Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Những video clip tiếp theo nhé Xin chào và hẹn gặp lại